Vi xin kính chào quý vị. Trong giờ tin sáng kỳ này, Minh Vi xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đối thoại trực tiếp và lắng nghe những nhận định đến từ anh Phan Đình Thuấn, là chuyên viên khách hàng cao cấp đến từ công ty chứng khoán MB. Vâng, thưa anh, thị trường giằng co khá mạnh trong phiên ngày hôm qua. Anh lý giải như thế nào về áp lực bán tăng cao trong phiên này ạ? Trước hết ở đây ta cần quan tâm đến hai yếu tố. Thứ nhất là những cổ phiếu blue chip có vốn hóa lớn cũng đã điều chỉnh và nó kéo cái chỉ số VN-Index giảm theo. Thứ hai nữa là VN-Index đang trong vùng kháng cự. Theo quan điểm của tôi, nó là trong ngưỡng kháng cự trong khoảng vùng 720 điểm. Do vậy thì áp lực chốt lời tại cái mốc này sẽ diễn biến khá mạnh. Và theo quan điểm của tôi thì không chỉ riêng các cổ phiếu blue chip không đâu. Vâng. Mà áp lực chốt lời nhờ bán ra khá mạnh nó diễn ra trên toàn các thị trường. Vâng. Vâng, thưa anh, xin được điểm lại một chút về diễn biến của phiên ngày hôm qua. Hai cổ phiếu là Sapeco và Habeco đã góp phần giúp cho thị trường không giảm sâu, mặc dù trước đó thì đã có thời gian điều chỉnh giảm mạnh, và có lẽ là xu thế tăng trở lại cũng không gây bất ngờ nhiều cho các chuyên gia cũng như là các nhà đầu tư. Anh dự đoán như thế nào về diễn biến của hai cổ phiếu này trong thời gian tới ạ? Trước hết, để mà nhận định được cái đà tăng của các cổ phiếu này, đặc biệt là của hai cổ phiếu này, thì ta cũng xét đến nhiều yếu tố. Đầu tiên là cái đà giảm trong thời gian vừa qua của hai cổ phiếu này đã chấm dứt hẳn chưa hay là chỉ mới chuyển lại. Thứ hai, hoặc lợi nhuận của hai cổ phiếu này, của hai doanh nghiệp này trong quý 1 năm 2017 đã tăng trưởng như thế nào, tăng so với cùng kỳ như thế nào, cũng như là tăng trưởng so với năm 2016 ra sao. Thì đơn sau đó ta sẽ định giá được cái giá trị thực của hai doanh nghiệp này, cổ phiếu của hai doanh nghiệp này. Như vậy thì thông qua đó ta sẽ biết được tiềm năng tăng trưởng của hai cổ phiếu này trong thời gian tới sẽ như thế nào, và lúc đó ta sẽ nhận định được là đà tăng sẽ còn tiếp diễn nữa hay không. Tôi muốn đề cập một chút đến lượng giao dịch khủng của nhóm cổ phiếu bất động sản với thị giá thấp như là ITA và FLC. Chúng tôi nhận thấy rằng là sau cái thời gian tăng trước đó thì đến lúc các cổ phiếu này đang rơi vào trạng thái điều chỉnh. Có lẽ là các nhà đầu tư tạm thời không nên mạo hiểm đầu tư vào những cái cổ phiếu dạng như thế này. Không biết là quan điểm của anh là đồng tình hay là anh có những cái ý kiến trái chiều nào khác? Tôi đồng tình với quan điểm này. Nhà đầu tư nên thận trọng đối với khi mà giải ngân vào cổ phiếu của nhóm ngành bất động sản, chứ không chỉ riêng hai cổ phiếu này. Còn hai cổ phiếu này xét về bản chất mà nó thuộc hai cái ngành nó khác nhau chút xíu. FLC là về căn hộ cũng như là khu resort nghỉ dưỡng, còn ITA về bất động sản khu công nghiệp. Sau một thời gian tăng khá là nhiều thì việc họ điều chỉnh cũng là bình thường thôi. Tuy nhiên, thông qua đây tôi khuyên các nhà đầu tư nên chốt lời, có thể là chốt lời toàn bộ đối với hai cổ phiếu này. Vâng. Sau đó đợi tình hình xem sau đó sẽ quyết định tiếp. Vâng. Và với thông tin sơ bộ về lợi nhuận quý 1 của ITA thì thực sự là rất nghèo nàn, nên là tôi nghĩ là nên chốt lời toàn bộ. Vâng, anh vừa nhắc đến cái thông tin của quý 1 thì rõ ràng trong quý 1 vừa qua thì hoạt động giao dịch trên thị trường đã diễn ra cũng tương đối là sôi động thôi. Chính vì vậy là các nhà đầu tư cũng đặt rất là nhiều những cái kỳ vọng trong thời gian sắp tới, cũng như là các công ty chứng khoán. Không biết là theo anh thì sóng cổ phiếu chứng khoán có còn tiếp diễn trong thời gian tới hay không ạ? Trước khi trả lời câu hỏi này, tôi đưa ra một quan điểm riêng. Thứ nhất, tôi sẽ không gọi là sóng chứng khoán đâu, mà tôi sẽ gọi là những công ty đơn lẻ của trong ngành chứng khoán. Vâng. Tại vì thì sóng chứng khoán sẽ đồng loạt tất cả công ty trên sàn đều có một cái bước tăng trưởng giống nhau. Vâng. Tuy nhiên là trên thực tế trên thị trường không giống vậy. Chỉ mỗi SSI là công ty chứng khoán Sài Gòn, họ đang là vị trí số 1 và họ tiếp tục gia tăng thị phần và cách khá xa đối với đối thủ thứ hai là HSC khá nhiều. Vâng. Như vậy thì ở đây tôi quan tâm và tôi chỉ nhấn mạnh đến SSI và tôi sẽ không đề cập tới sóng chứng khoán. Như vậy thì với lợi nhuận quý 1 của SSI, theo thông tin sơ bộ tôi nắm được thì tăng trưởng khá mạnh so với thời gian trước đó cũng như so với cùng kỳ. Vâng. Yếu tố thứ hai nữa, suốt trong quý 1 năm 2017 vừa rồi thì thị trường giao dịch khá sôi động. Như vậy thì đã phản ánh vào thị phần của SSI tăng khá mạnh rồi, ở mức trên 14%. Và một điều nữa, tháng 5 sắp tới thầy sẽ triển khai về chứng khoán vệ sinh. Đầu tiên sẽ áp dụng về chỉ số. Như vậy thì đây là cái có thể sẽ giúp SSI tiếp tục đẩy mạnh cũng như là gia tăng lợi nhuận. Và còn một điều yếu tố cuối cùng nữa, khi chính phủ đã áp dụng một thông tư mới trong việc hạch toán các cái khoản đầu tư tự doanh,
Như vậy thì các cổ phiếu trong danh mục tự doanh của SSI đã tăng khá mạnh trong suốt thời gian qua. Như vậy thì hạch toán theo giá thị trường thì danh mục này đã mang lại một lợi nhuận ước tính cho SSI khá lớn. Theo nguồn tin của tôi thì ước tính khoảng 1.000 tỷ đồng. Vâng. Như vậy thì theo quan điểm của tôi, chúng ta có thể xem xét giải ngân và đầu tư vào SSI, chỉ mỗi SSI mà thôi. Và tôi kỳ vọng giá sắp tới của SSI cao hơn so với hiện tại rất nhiều. Vâng, cảm ơn anh với những chia sẻ vừa rồi. Thưa quý vị, còn bây giờ thì Minh Vy xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng cập nhật những thông tin khác trên Giờ Tin Sáng. Vâng, thưa quý vị, trước khi khép lại Giờ Tin Sáng nay ngày 6 tháng 4, xin mời quý vị cùng cập nhật những nội dung đáng chú ý trên bản tin kỳ này. Hiệp hội taxi Thành phố Hồ Chí Minh từng kiến nghị áp thuế taxi như Grab và Uber. Tuy nhiên, vào ngày 4 tháng 4, Bộ Tài chính đã bác đề xuất này. Bộ Tài chính khẳng định việc áp thuế đối với các doanh nghiệp hiện nay hoàn toàn phù hợp pháp luật đã quy định. Dư luận thời gian qua nói nhiều về việc xây dựng trái phép khu du lịch Tiên Sa trên bán đảo Sơn Trà, ảnh hưởng môi trường sinh thái nơi đây. Đến ngày 4 tháng 4, Thủ tướng đã lên tiếng yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng báo cáo cụ thể về vụ việc này, báo cáo phải gửi về trước ngày 15 tháng 4. Hiện nay, nhiều vùng tại nước Anh, đặc biệt là thủ đô London, đang phải đối mặt với mức nóng kỷ lục trong tháng 3 kể từ năm 1910. Dự báo nhiệt độ sẽ tiếp tục tăng cao trên khắp châu Âu trong tháng 4. Liên quan đến tình trạng giá heo hơi giảm mạnh thời gian qua, trong buổi họp báo chiều ngày 4 tháng 4, đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khẳng định nguyên nhân là do phía Trung Quốc siết nhập khẩu. Bộ sẽ cử đoàn sang Trung Quốc đàm phán để mở cửa, khơi thông thị trường xuất khẩu chính ngạch cho sản phẩm chăn nuôi, trong đó có heo. Thông tin vừa rồi là thông tin cuối cùng xin được khép lại chương trình Giờ Tin Sáng ngày 6 tháng 4. Minh Vy rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, Minh Vy xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau.